khác nha. Bọn chị đang lớn lợi với cái khác khác á. Không, không khá lâu nhá. Khá lâu nó không có hồn. Đúng rồi, qua luôn. Đúng nha. Đúng rồi. Thắp trọng tâm và căng tay tập trung đúng lòng căng tay. Căng tay nó có dáng hay gì nha. Bất kỳ đâu ta lên khung tay là biết trình độ đối phương là sao rồi. Cầm tay mà lục sột với học 10 năm thì cũng vẫn thấy trình độ nhiêu đó. Căng cứng lúc nào xuyên suốt căng cứng. Và khi khung tay nó cứng lên chúng ta tập trung nghe nhạc tốt hơn. Nó giống như là nó có thành quả đang làm việc á. Căng lên chúng ta mới hiểu được. Đó thế nào. Khác đèn nè. Mà có khung mới có dáng rồi chứ. Có dáng thì muốn đẹp mà khung chả thích lên. Đúng rồi, giữ nhịp lại vậy đó. Thực ra chị mà đi cái chắc chắn nó loạn nhịp lên ấy, làm cho anh Phúc khó vô được, khó nhiều vô nhạc. Anh không muốn cho chị vô cũng không vô được, tại vì chị bước nó thì không đều. À, cái chắc đầu tiên được rồi. Chắc thứ hai nó là nhảy không kèm được, bởi vì chị bước cách bước thì vậy là đúng rồi, chị điều chỉnh đi. Đây, điều chỉnh này chị biết được này. Nghe lại cái đó nhỉ. Đây. Bum chắc. Không là lưỡng lự là ngang hay không ngang hết. Cùng ngang chắc luôn. Ngang. Đây. Cùng ngang chắc. Lôi ngang chắc. Cùng kéo chắc. Lôi ngang chắc. Còn đừng có bùng mà thôi. Đây lâu quá. Cố gắng là khi mình tập bất kỳ điều nào trong những cái điều này, anh chị cố gắng tập cái khung. Cái khung là không phải là gồng lên mà chúng ta đang theo nhau, đang theo nhạc thì nó quên đi cái mỏi. Mà chúng ta chưa tập trung theo nhạc được, cảm giác là lúc nào cũng tập trung với vai, tâm lý chúng ta tập trung với vai không à. Nó bị mỏi, mà mình lăn lo phối hợp với nhau âm nhạc thì đâu có mỏi. Mà mỏi xong rồi là coi là mình nhạc nó xua lan rồi. Đây, mình nâng người lên này. Chị phải chủ động nâng lên nhé. Cái nó chị sẽ này, chị sẽ là con công còn kéo anh xuống ấy. Này, chị sẽ để tay này kéo anh xuống này. Anh muốn nâng không được này, thì nó nâng lên đó. Mình cảm giác nó cứng ngắc cái này. Và nó lên hết là nó thẳng cứng ngắc này, xuống là cứng ngắc này. Đó, và đó. Đó, và nó cứng hết này. Cảm giác cũng là một cái nâng đó, cứng cái cầu này đó. Cái hai bên nó luôn thuộc đó, thằng này nó khỏi. Đúng rồi. Tập trung nhiệt tình đấy, nhiệt tình mà tập trung chút. Đúng rồi, làm nước mạnh đấy, đúng rồi. Tập gác cao lên, đúng rồi, thì em đó. Mạnh giò lên, thấp trọng tâm xuống. Tiếp đất tập chắc chắn. Chắc chắn rồi thì nghe nhạc tốt hơn. Chắc, 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 chắc.
chạm lại nhau nhỉ. Đang đá bên hết chưa con? Bây giờ cái khung tay nó phải chắc 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 mà không phải là mà cứ ngắt nhá, chắc mà phối hợp á. Nắm chặt tay đi, nắm chặt tay nhá, chặt vừa vừa thôi. Cái khung đấy. Tập trung cái khung tay nhá chị nhá. Tất cả khung tay mà ra á, lỏng lẻo nhanh. Buổi nay buổi sau làm dặn dò anh chị cái khung rất nghèo nhá, để nó rất quan trọng. Rồi cầm cầm ngay ngắn đi, cầm ngay ngắn đi, anh cầm ngay ngắn này để cho nó khỏi phân tâm tay lỏng đi rồi, cầm nó lỏng càng mỏi. Đúng nhạc tập trung cái tay, thậm chí là muốn dáng đẹp thì cũng phải tập trung cái tay. Đó, vậy đúng nhạc 90% này, đó tốt đó, đi lên theo rồi đó. Cái tay phải dám nối vào rồi, dám liên kết không? Lắp nối luôn rồi, cái tay phải á. Tay không tay, cái tay mỏi thì dám chịu đấy, muốn đúng nhạc cái tay mỏi. Đúng rồi, chưa đúng, không từ từ tiến sàn nhiều anh, tại chỗ anh sàn người ta đứng đây đâu thẳng gấp lại, đối phương cảm giác là chạy quanh, không đừng có sàn nhiều quẹo nhiều. Đúng rồi, căn bản tới luôn là từ từ. Từ từ biến tấu là thôi chứ. Không thì cũng hợp lý thôi, ý là muốn đi như vậy để khỏi mỏi tay. Chứ có động nào mà còn đi, khỏi mỏi tay. Ai gần nữa. Lui chắc chắc và tiến chắc
đôi chân chân.